Rồi mọi người có câu hỏi với thắc mắc gì về mấy buổi vừa rồi không? Hoặc tất cả những cái đã qua cho đến giờ mà mình cần phải lý giải thêm chi tiết hơn Ok nhỉ. không? Thấy ok đúng không? Hiện tại hoàn thành xong cái bên gây quỹ và tìm kiếm quỹ đúng không? Rất tâm đắc với mô hình các bước để tiến hành gây quỹ của nó như mình vừa nói đúng không? Tới sẽ xem cái gì? Sắp tới sẽ tập trung xem cái giao tiếp ạ, à? Vào giao tiếp ạ. À? Sắp tới thì sẽ sang cái giao tiếp. Rồi cái nghệ thuật cũng chưa có cái thời gian để mà nghiên cứu. Cũng sao bình thường may quá là có những cái nền tảng lưu trữ thông tin thì bây giờ mình cứ để đấy thôi, mình cứ đi qua thôi, mọi người cứ học giao tiếp phải quan trọng à, nhưng nghe qua Tân chia sẻ là đã có cơ hội giao tiếp với gia đình đúng không? Để hiệu quả công tác giao tiếp như thế nào? Vâng, thì thực ra thì nó là cái cách để mà gọi là hòa giải cái mâu thuẫn trong gia đình. Nhưng hôm đấy thì là tức là trong gia đình thì mình luôn luôn sẽ có những cái mâu thuẫn, khi là nó khi mà nó mâu thuẫn nó lớn thì bắt đầu sẽ có những cái sự gọi là va chạm với nhau. Thì lúc đấy thì em cũng chủ động đề cập đến rồi mình nói, thì xong rồi mọi người cũng chia sẻ thì sẽ hiểu được cái góc nhìn, quan điểm, thứ của nhau hơn, sẽ có những cái điều chỉnh về các cái ví dụ hành động hay là thái độ các thứ của mình, để cho làm sao để cho mọi người thoải mái hơn. Thậm chí ngay cả trong trường hợp mà những cái gì mà nói ra, ví dụ tính cách hay là các thứ của các thành viên nó không thay đổi đi, nhưng mà hiểu tại sao người ta lại như thế thì nó cũng giúp mình có cái thông cảm và nó không đỡ có cái cảm giác là phải chịu đựng người khác hơn. Đấy. Rồi trong gia đình thì cũng có một cái đặc điểm là sẽ có cái sự gọi là thoải mái, cái sự thoải mái nhất định so với những người ngoài gia đình. Những người ngoài gia đình thì khi mà giao tiếp mình sẽ có những cái ví dụ như là cung kính rồi tôn kính, làm thế nào để cho người ta không mất lòng. Đấy, nhưng mà khi mà về trong gia đình thì mình đôi khi có cái xu hướng là hơi hơi bị thoải mái quá. Thứ nhất trong cái cách hành xử, thứ hai là trong cái việc mà bày tỏ cảm xúc chẳng hạn. Đôi khi mình sẽ làm tổn thương những người trong gia đình mà không 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 để ý đến. Thì đấy là một số những cái vấn đề mà hôm đấy em cũng ngồi với gia đình và cũng chia sẻ. Sẽ hết bao lâu Ra thì họp gia là đình trong trong một cái bữa cơm thôi. ừ. Ở Việt Nam thì cái bữa cơm tối thì nó là một cái, nó giống như là một cái văn hóa hoặc một cái nghi thức ấy, để cho mọi người có cái sự tụ tập và chia sẻ với nhau. Nhưng mà trước trước cái buổi hôm đấy thì em lại có cái quan điểm của mình là, thứ nhất là cái bữa là để ăn ăn thì mình tập trung vào ăn thôi, chứ còn còn những cái gì mà cần phải nói thì tại sao lại không nói sau bữa cơm, hoặc là dành hẳn một cái khoảng thời gian cụ thể ra để mà nói chuyện. Ví Triệu dụ tập như cuộc họp. là, đúng rồi, ví dụ là chúng ta hãy nói chuyện đi, let's have a conversation. Nhưng ở ở nhà thì văn hóa của mọi người lại không như vậy. Tức là nếu mà để mà dành hẳn ra thời gian để thảo luận nói cái gì đấy thì nó là một cái, nó phải là một cái gì nó rất nghiêm trọng cơ thì mới đến mức như thế. Còn cái bữa ăn tối thì mọi người sẽ kết hợp luôn, là việc ăn thì sẽ là có cái vấn đề gì chia sẻ các thứ thì mọi người sẽ chia sẻ luôn trong bữa tối. Trước đây thì tại vì là
Mình đi học ở nước ngoài rồi mình sống một mình cái thứ nó nhiều năm rồi thì mình quen với cái kiểu là ăn uống thì giờ nào cũng được, nó không quan trọng rồi. Rồi cái bữa ăn nó chỉ là cái bữa ăn thôi chứ nó không phải là một cái, tại vì mình có ở trong một cái cộng đồng đâu, nên là mình không hiểu cái à cái bữa ăn tối là ngoài cái ý nghĩa là ăn uống thì nó còn có cái ý nghĩa là cái sự tụ họp rồi chia sẻ, đòi hỏi mọi người phải xuống ăn cùng lúc rồi đúng giờ rồi nói chuyện và chia sẻ các thứ như vậy. Nhưng mình không hiểu cái điều đấy, mình xuống ăn thì cứ thấy mọi người lôi cái chuyện mà đau hết cả đầu ra nói trong bữa ăn, xong rồi bắt đầu cứ lúc ăn thì kiểu như là có cái gì không hài lòng thì nói, mình cảm giác là bị chỉ trích, ăn nó không không có tâm trạng nữa. Trời đánh chừng ăn đúng Cái vấn đề đấy không? mà thì cũng nói chia sẻ đôi bên thì sau đấy thì cũng em cũng hiểu rồi, thì bố mẹ cũng hiểu cái quan điểm của mình rồi, những cũng ghi nhận cái việc mà đôi khi là cái việc mà gọi là quá thoải mái trong cái việc mà xả cái cảm xúc của mình ra cho người thân ấy, đôi khi là nó khiến cho người thân là cũng cảm thấy là bị áp lực, hoặc là như em là đôi khi là mình cảm thấy là bị tổn thương. Ừ. Rồi sao Nói đúng rồi? là giao tiếp thì là cái cách duy nhất để mà Ừ. tháo gỡ. Ừ. Thế đã gỡ rồi chưa? Đã có sự thay đổi và sự chuyển biến trong hoạt động chưa? Nói chung là từ hôm đấy thì cũng thoải mái hơn rồi anh. Ừ. Mình đánh giá Đấy. bằng cái tâm trạng Ừ. cảm xúc của mình thôi là thoải mái hơn. Chứ Ừ. còn trước đây là nhiều khi là có những cái thời gian không không muốn về nhà. Hoặc không không muốn ăn cơm cùng người, tại vì là cứ cứ đến giờ cơm là rất là mệt. Và cứ như vậy thì kiểu càng ngày thì mọi người lại càng cô lập và xa cách nhau. Bảo nói chuyện thẳng thắn rồi nghiêm túc thì mọi người lại cho là như thế là nó làm gì mà chuyện nó lại nghiêm trọng thế, đến mức như thế. Rồi chia sẻ những cái việc về cá nhân, về tình yêu chẳng hạn. Đó. Bố mẹ cứ giục lấy vợ đi trong khi thấy trọng các cái mâu thuẫn trong gia đình đây còn chưa biết giải quyết kiểu gì, thế đến khi mình có gia đình thì mình giải quyết kiểu gì. Đấy. Thì lại chia sẻ. Ít nhất là em thấy là có cái sự gọi là mutual understanding nó sẽ tốt hơn, hiểu nhau hơn. Đấy, chưa kịp nghiên cứu kỹ cái bài về communication, về các cái khía cạnh kỹ thuật sâu xa hơn của nó. Về cơ bản mình hiểu là communication là quan trọng, là phải làm. Dù là đấy khi mà làm thì có cái cảm thấy cái sự ngại ngần hoặc là những cái nó khó nói ban đầu, nói ra thì mọi người cũng cũng nghe. Đấy. Tôi đã tìm được ra câu trả lời cho hai câu hỏi hôm trước chưa? Tìm ra câu trả lời ai gọi trước là có phải truyền thống ở gia đình Việt Nam là bố mẹ là không không bao giờ cảm thấy thỏa mãn thành công con cái vậy hay là mình nghĩ thế nhưng mà văn hóa nó không có thế. Cái này em không biết là gia đình khác như nào, nhưng mà gia đình em thì khi mà mình chia sẻ xong thì mình nhận thấy là tức là bố mẹ mình là cũng có cái độ mở nhất định, chứ không không hoàn toàn là muốn là phải theo ý bố mẹ, tức là bố mẹ sẽ muốn mình thành công theo cái kiểu này, nhưng mình khi mà mình chia sẻ là mình có thành công chứ không phải là không, nhưng mà cái thành công của mình nó sẽ theo cái kiểu khác, nó không phải là theo cái kiểu mà bố mẹ nghĩ. Thế thì theo cái hướng giải thích của bố mẹ thì nó là đấy là cái hướng của bố mẹ, là gợi ý ra cái hướng như vậy thôi.
thì mình hiểu là đấy là một cái sự gọi là gợi ý hoặc là định hướng, thế còn mình không nhất thiết là cứ phải như vậy. Đấy. Thì bố mẹ cũng có những cái sự tôn trọng chia sẻ với cái thứ mà mình đạt được hoặc là mình tâm đắc. Được. Nhưng bố mẹ em thì cũng không có yêu cầu gì nhiều, thực ra không không phải là yêu cầu nhiều. Được À, thì mình cũng nhận thức là có những cái thứ mình cũng tệ thật, chứ không phải là cái đấy là khách quan, chứ không phải là đấy là lý do chủ quan của mẹ. Ví dụ như là những cái việc về chăm sóc bản thân hay cái thứ mình cũng chưa chú ý, dưới mức lơ trung là bình cái đúng đấy. không? Đúng Dưới rồi, mức trung bình chứ không phải là cái vì người đấy là những ta cái đúng. chứ không phải người ta không thích mình thì người ta nói mình thế đúng không, mà là mình dưới mức trung bình thật đúng không? Rồi. Ok, thế thì sao thì không cần nói là có giao tiếp trao đổi gia đình và tôi chúc mừng em, thế là có thành công rồi. Thế có những người không bao giờ có cơ hội nói rõ được những cái đó đúng không? Vì mình luôn bắt nguồn từ những giả định đúng không? Chúng ta luôn bắt đầu từ những giả định của chúng ta, tự huyễn hoặc mình là cái giả định đó là sự thật, giả định và sự thật là cái hai khác nhau đúng không? Và sự thật khách quan nó là một cái khác nữa, rồi sự thật gọi là cái này nó gọi là tiếng Anh gọi là collective trust, là cái sự thật mà được công nhận dựa trên tập thể, thì lại là một cái khác nữa giữa sự thật khách quan. Sự thật khách quan là cái thứ mà sẽ dùng vật lý, hóa học, toán học để mà suy ra, và cái đó thì con người có sống hay là chết thì cái sự thật đấy nó có thể chẳng có gì khác biệt. Đó là sự thật mà sự thật được thống nhất là collective trust đấy. Tức là cái sự thật mà tất cả những người xung quanh mình hoặc là xã hội hoặc là nhân loại tùy cái cộng đồng mà mình nói đến họ tin nó như vậy, họ xây dựng nó lên như vậy xong qua hệ thống niềm tin và cái mức độ hiểu biết hiện tại của cái lĩnh vực đó, thường cái liên quan đến khoa học xã hội, cái em nói là văn hóa, cái gọi là tín ngưỡng, cái liên quan đến gọi là luân lý, morality hay là đạo đức chẳng hạn, ethics, thì đều là từ những cái đấy là chính, là từ collective trust thì không phải là từ sự thật khách quan nhiều đâu. Nên thế tại sao có những cái đấy nó không thể chứng minh được bằng logic, tại vì nó không có khách quan, nó dựa trên tập hợp chủ quan khác nhau đó, thì nó cũng có cái khác biệt. Rồi cái thứ ba là cuối cùng cái trong đầu mình nghĩ là nó đúng, thực ra nó không đúng, nó là giả định. Thì như bố mẹ bắt nguồn thì nó giả định là đây là cái phương hướng mà tôi định nghĩa đây là thành công, tôi định nghĩa cái thành công của con tôi, đây định nghĩa là quá trình con tôi thực hiện, nó định nghĩa đây là cách của tôi giáo dục như là mọi người cha mẹ Việt Nam khác cùng thế hệ giáo dục, thì đấy là giả định của họ. Và nếu như họ tư cách khoa học là nếu như họ không kiểm tra nó, nghĩa là bạn không test và không measure nó thông qua việc là trao đổi với những người khác, phải trao đổi trực tiếp với cái đối thể của mình, trao đổi trực tiếp với con của mình là người trực tiếp và mình giáo dục vậy, mình so sánh cái số liệu, cái so sánh cái mức độ tương quan và phản ánh lại thông qua thời gian, thế là tự nó lớn để khi mà nó phát triển mức độ này, nó phát triển bây giờ là sắp đến có gia đình riêng, à, nó không có so sánh đối chiếu, không có kiểm tra những cái giả định của mình, thì nó vẫn nguyên, nó chỉ là giả định thôi và nó không phải là đi thành thực tiễn đó. Thì đấy là một cái quy trình về cơ bản mà tất cả những người mà làm khoa học đều biết, là từ giả định để chuyển thành kiến thức và trở thành sự thật thì nó phải không có quá trình kiểm tra so sánh đối chiếu. À, nên tại sao cái quá trình trong cái quá trình giao tiếp nó là cái quá trình để mà cái đối thể với chủ thể hai bên nó chia sẻ với nhau cái nhìn thực tế của vấn đề dựa trên nhiều hướng khác nhau, để mà bố mẹ biết rằng là khi bố mẹ thật ra chỉ là giả định vậy, nhưng thực tiễn nó không phải bạn như người cảm nhận là con cảm nhận không đúng như vậy, thì đây là hai bên bắt đầu, đấy là những cái phần chênh lệch của mình để mà đi đến cái điểm chung. Thì đối với các cái hoạt động khác liên quan đến khoa học xã hội, liên quan đến cái khoa học con người nó cũng vậy, tất cả chúng ta đều bắt nguồn từ giả định, sau đó chúng ta kiểm tra cái giả định đó và những cái đối thể khác thì chúng ta mới đi ra được cái gọi là những cái hiểu biết chung, và bất kể lĩnh vực nào cũng vậy. Nên thế việc và không có gì khác hơn là tổng giao tiếp đó. Thì cả, mình đặt ra những câu hỏi kiểu đấy phải là văn hóa thôi, đấy phải là văn hóa của cái đất nước Việt Nam này không, thì mình phải kiểm tra các gia đình khác đúng không, thì mình mới biết được là nó là văn hóa không. Văn hóa thì nó phải trải dài từ lịch sử đến hiện đại, ít nhất phải thời kỳ, nhất là cận đại hay là từ thời kỳ phong kiến thì đó, mình nhất phải hiểu được qua thời gian nhất định, và nó phải trải dài trên trên phần lớn những cái đối tượng trong cái nhóm đấy, là từ 100 triệu người, nhất nó phải tồn tại ở trên 55 triệu người trở lên thì nó mới gọi là một phần của văn hóa được, chứ nó không thể, chứ nó không thể, và nó phải có cái lịch sử nhất định, nó dựa trên những cái giá trị cốt lõi nhân văn nhất định, rồi đặc điểm riêng từng dân tộc thì nó mới gọi là văn hóa. Thì không, nó chỉ đơn giản thì nó thật ra cứ từ gia đình mấy ông như vậy, gia đình tôi đâu có vậy đâu, đó phải văn hóa. Đó.
đấy là cái cách suy nghĩ. Thế đấy là nói rồi, thế anh nói là cứ phải đối mặt trực tiếp đúng không, tại vì thật ra tất cả chúng ta đều giết hại nhau, đều hiểu lầm nhau từ những cái gia đình không. Đâu có ai ai cũng nghĩ là mình biết sự thật thì chẳng ai mình chẳng biết gì. Đó là cái giả định đầu tiên của những người làm khoa học, thì điều sự thật luôn là gì? Tôi chẳng biết gì hết. Giả định của tôi là tôi chẳng biết gì hết, nên tôi bây giờ tôi phải đi kiểm tra, tôi phải đi hỏi, tại vì tìm kiếm thì tôi mới biết được sự thật. Thì tất cả những cái sắp tới mình học nó cũng vậy, nó xoay quanh cái giả định như vậy. Thì những cái khác nó đều đơn giản, kể cả những cái mà học về lấy quỹ và tìm kiếm quỹ nó vậy. Giả định luôn là tôi muốn có quỹ, tôi muốn có một nguồn tiền nhất định để làm công việc của mình, nhưng mà không biết tìm ở đâu, nên tôi bắt đầu tìm. Và cái người cho tôi quỹ, người ta cũng giả định người ta là người ta không biết tôi là ai, người ta có tiền, người ta không biết tôi là ai, nên người ta phải tìm hiểu tôi. Để hai người đều không biết gì về nhau, tìm hiểu với nhau thông qua hệ quy trình 4 bước: identify, vạch ra rõ là đối tượng quỹ mà mình muốn tìm là gì, nguồn tiền mình muốn muốn bao nhiêu, trong khoảng thời gian nào mình sẽ chi trả thế nào, và mình làm thế nào để mình duy trì cái mối quan hệ đấy lâu dài, đúng không? Dựa trên cơ chế minh bạch, lòng tin, rồi kiểm soát gì đó, tùy cơ chế. Sau đó mình quay đến nuôi dưỡng mối quan hệ, nghe là vì mình hiểu được, để hai bên bắt đầu hiểu nhau, là những cái giả định của hai bên nó dần dần nó trở thành thực tiễn, để hai bên hiểu những cái giá trị thực tiễn của nhau, và mình hiểu thêm cái gì giá trị khác nữa, đó là những cái giá trị liên quan đến lòng tin, là những cái phải xây dựng trong thời gian, thông qua nhiều thành phần khác nhau. Sau đó mình mới cuối cùng mình mới hiểu được rằng là bây giờ chúng ta đã hiểu đủ, nhưng chúng ta đã kiểm tra tất cả đủ các giả định với nhau rồi, bây giờ chúng ta đã hiểu rõ nhau một cách thực tế thông qua những cái số liệu, thông qua những cái trường hợp cụ thể, case study nhất định trong thời gian đó. Thì thông qua kiểm tra và test đó, và chúng ta hiểu nhau về sự thật, chúng ta mới đi đến cái bước và chúng ta đưa ra đề nghị cuối cùng là tôi cần cái này tiền để làm hoạt động này, và nó tốt cho cả chúng ta, yes and yes or no, đúng không? Có hay là không đó. Rồi cuối cùng là mình tiếp tục nuôi dưỡng mối quan hệ, tại vì nó là một vòng xoáy chung, hoạt động chung, thì nó là như vậy thôi. Và đương nhiên là đến lần tiếp theo khi mà mình đăng ký cái quỹ đấy thì mình lại làm lại các bước đấy, tại vì giả định của mình là năm tiếp theo mình của năm 2023 đã khác mình năm 2022 rồi, và người ta cũng khác rồi. Thế bây giờ hai bên lại không hiểu gì về nhau, lại bắt đầu kết nối để hiểu nhau hơn, nên thấy trong cái quá trình của nuôi dưỡng mối quan hệ stewardship thì mình luôn luôn phải update, mình luôn phải bổ sung thông tin cho người ta, cập nhật thông tin mới nhất, để người ta sẽ tiết kiệm cái bước mà chúng ta nuôi dưỡng mối quan hệ, và tiết kiệm cái bước mà để chúng ta kiểm tra những giả định về nhau đó. Thì đấy là cái logic của nó, đấy là logic của tại sao phải giao tiếp, và cái giao tiếp phải nó phải duy trì trong dài hạn, và nó phải thông qua những cái cách thức, tại vì tất cả chúng ta bắt nguồn từ giả định, chúng ta nghĩ là chúng ta biết về nhau, chúng ta không hẳn. Trừ khi chúng ta kiểm tra nó thì chúng ta mới biết được là nó có thực sự là như vậy hay không.